hãng laptop lớn Dell đang sale off 250 đô trên sản phẩm Dell 7567 chính là lý do mình làm video này cho các bạn ở video này sẽ giới thiệu các bạn về phần sale off của Dell cũng như hướng dẫn các bạn uh, xây dựng cấu hình mà mình mong muốn trên trang chủ của Dell để các bạn lựa chọn một sản phẩm ưng ý và giá thành tốt nhất trong thời điểm hiện tại đặt hàng trực tiếp tại hãng laptop đầu tiên các bạn truy cập vào website Dell.com các bạn lưu ý là các bạn lựa chọn phần local là United States tránh trường hợp khi các bạn để là Việt Nam thì nó sẽ ra trường hợp như vậy với local là Việt Nam thì các bạn khi lựa chọn sản phẩm mà Dell Inspiron 15 7000 Gaming thì nó chỉ cho các bạn thông tin và không cho bạn lựa chọn cấu hình cũng như là xây dựng cấu hình từ website nhà xuất mà chỉ hỗ trợ các bạn tìm nhà tìm người bán đó nếu các bạn lưu ý phần lựa chọn vào United States để có thể lựa chọn cho mình cấu hình mong muốn bạn vào phần laptop for home ở trong đây có rất nhiều lựa chọn các bạn và mình tập trung chủ yếu trong video này đó là xe học 250 đô trên sản phẩm 7567 bạn lựa chọn phần 7.000 gaming series ở đây Dell đã giới thiệu cho người dùng một số cấu hình tùy chọn trước thì các bạn có thể lựa chọn luôn từ i5 đến y 7 và đặc biệt quan trọng và lưu ý trong video này đó chính là sản phẩm với thị chọn cấu hình i7 ra 16g đang được sell off lên tới 250 đô từ 1249 đô chỉ còn 990 đô giá quá là tốt và mình sẽ hướng dẫn các bạn lựa chọn cấu hình mong muốn nếu như cấu hình này chưa phù hợp các bạn chọn một sản phẩm Vâng, lựa chọn phần configuration. Ở đây, đeo uh, uh, cho các bạn tùy chọn các uh, lựa chọn về hệ điều hành, cấu hình của máy cũng như là phần uh, phụ kiện và thời gian bảo hành. Ở trong uh, phần cấu hình của máy, các bạn sẽ lựa chọn phần Windows Home hoặc Pro. Đeo uh, cũng gợi ý các bạn là nên chọn uh, Windows 10 Pro thêm 50 đô để sử tốt hơn cho sản phẩm của mình. với sản phẩm cao này thì tùy chọn đang hiện tại là RAM 16 g và ổ cứng là 128 g SD chạy hệ điều hành và 1T HDD. Ở đây thì Dell cũng không có nhiều tùy chọn lắm cho người dùng trên sản phẩm 7567. Có thêm tùy chọn về màu. Sản phẩm này có hai tùy chọn đó là màu đen và màu đỏ như cái hình các bạn cũng thấy. Không mất phí tùy màu các bạn lựa chọn. Ở hai phần dưới đó là phần uh, phần mềm và phụ kiện và phần thời gian uh, hỗ trợ uh, bảo hành uh, Các sản phẩm đặt hàng tại hãng Lab sẽ được hãng Lab hỗ trợ chuyển vùng bảo hành ở Việt Nam để các bạn có thể bảo hành được tại trung tâm Dell Việt Nam Mình sẽ lựa chọn một sản phẩm khác để có thể tùy chọn một số cấu hình cho các bạn xem Dù mình chọn cấu hình tùy chọn thấp nhất À, đó ở đây thì uh, sản phẩm cũng chỉ cho tùy chọn hệ điều hành và màu Ok quay lại với sản phẩm uh, đang được trăm gọp 250 đô Ở sản phẩm uh, đang được trăm gọp 250 đô thì đã có sẵn tùy chọn màn hình IPS. Ở thời gian đầu thì đeo có cho người dùng lựa chọn giữa màn hình không có tấm nền IPS và màn hình có tấm nền IPS, sinh lệch nhau đó là 50 đô Đó, và bây giờ thì đeo đã mặc định là sử dụng màn hình IPS trên sản phẩm 7567. Và với sản phẩm 7567 này với cấu hình chip Core i7 tablet mới nhất, chip HQ và RAM 16 GB ổ cứng 128GD cộng 1T và card có là 1050 Ti các bạn nhớ đây là bản Ti và màn hình 15.6 inch Full HD có hỗ trợ tấm nền IPS không cảm ứng các bạn truy cập vào trang web Hà để biết được công thức tính giá và cũng như giá về Việt Nam với các sản phẩm các bạn muốn đặt hàng các bạn có phần đặt laptop bên dưới các bạn một số thông tin về đơn hàng bên dưới sẽ có phần uh, tính ngay ở các bạn nhập giá gốc tại đây ví dụ như sản phẩm 7567 kia sẽ là giá 990 đô xin lỗi 999 đô thì giá hiện tại về đây là 28 triệu 800 ngàn giá rất là tốt cho sơ điểm trước và các bạn lưu ý là sản phẩm này đang uh, giới hạn thời gian khuyến mại nên có thể đặt hàng ngay để sữu giá tốt nhất tại LẠP. Mọi chi tiết xin liên hệ tại website hlap com vn hoặc hotline 0902 668 669. H xin cảm ơn.